Được hoàn thiện năm 2020, Regal Pavilion được ví như một căn shop house hàng hiệu. Shop house đón khách bằng hệ thống cửa cuốn cao cấp Herman của Đức, tự động đóng mở, mặt tiền sử dụng vách kính hai lớp ép chân không, thiết kế độc đáo, sang trọng. Shop house có diện tích 480m², mặt tiền hoàn toàn được ốp đá cẩm thạch marble travertine nhập khẩu từ Ý. Các vật dụng nội thất như bàn ghế, giường tủ đều được nhập khẩu từ Mỹ. Với vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng từng chi tiết, hệ thống chiếu sáng trong shop house sử dụng đèn chiếu sáng âm trần Rise, Kozumi cùng các thiết bị điện hãng Le Grand của Pháp. Toàn bộ tay nắm lan can là gỗ tự nhiên được bọc da cao cấp, tạo đẳng cấp riêng biệt cho căn nhà. Bên cạnh đó, gia chủ có thể di chuyển bằng thang máy Mitsubishi. Phòng khách sang trọng nằm ở tầng 2 với điểm nhấn là sofa màu kem hãng Kara của Mỹ cùng đèn trang trí Occhiomito, có thể bật tắt, điều chỉnh sáng tối, cảm ứng tự động. Phòng bếp ấm cúng và hiện đại, bài trí sang trọng bởi các thiết bị như lò nướng, bếp từ, lò vi sóng, máy hút mùi cao cấp nhập khẩu châu Âu. House sở hữu 3 phòng ngủ có điều hòa trung tâm, cửa sổ, ban công, sử dụng đồng hồ JVD của Pháp, tích hợp chức năng loa Bluetooth, đo nhiệt độ phòng thông minh. Luôn quan tâm đến trải nghiệm của quý khách, Đất Xanh miền Trung sử dụng bộ chăn ga gối nệm vải poly trần chuẩn 4 góc, dài 6 ounce, vải trắng satin nhập khẩu Hàn Quốc, 100% cotton, 400 tia sợi chải kỹ, ruột lông ngỗng tỷ lệ 50/50, dài 7 ounce, tiêu chuẩn quốc tế Mỹ, mang đến những giấc ngủ tuyệt vời cho gia chủ. Có tổng cộng 6 nhà vệ sinh trong căn nhà, đồng bộ thiết bị vệ sinh từ Getsy, Villeroy & Watch từ Ý và Đức, nhà vệ sinh ốp đá marble sang trọng cùng những sản phẩm công nghệ tiên tiến hàng đầu như vòi sen thông minh 6 chức năng, gương tích hợp đèn tiện lợi, v.v. Shop House còn sở hữu phòng gym riêng, có sẵn máy chạy bộ điện Ellipse Sport Pro cao cấp cho gia đình. Phòng giặt phơi sở hữu máy giặt và máy sấy dòng cao cấp của thương hiệu Bosch và đặc biệt dàn phơi thông minh Takashi của Nhật Bản, có thể nâng hạ bằng điều khiển từ xa. Bên ngoài shop house là sân vườn rộng rãi, lò nướng barbecue thích hợp cho những bữa tiệc nhẹ nhàng, ấm cúng bên gia đình. Regal Pavilion Đà Nẵng, shop house 5 sao đẳng cấp quốc tế, số lượng giới hạn tại vị trí trung tâm thành phố.